Lại nữa, này các tỳ kheo, đã biết quả báo của nghiệp, hãy quan sát trụ xứ của cõi trời Dạ Ma, dùng văn tuệ biết cõi ấy có trụ xứ tên là Thế Lực, do những nghiệp gì chúng sinh được sinh lên cõi này. Dùng văn tuệ biết người giữ giới, sợ từng việc ác nhỏ như vi trần, tầm ngay thật không dối gạt, không gây hại người khác, chánh kiến không tà vậy, không ngu si, quán sát thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, niệm Phật, Pháp, Tăng, không sát sanh, không trộm cướp, như đã nói ở trước, không tà dâm, tâm xích thích xa rời, không gây tạo, ngay cả loài chim hành dục cũng không xem. Trong giấc ngủ không nhớ đến dục, bản thân như vậy còn dạy người khác, nói nghiệp quả cho người khác. Đừng làm như vậy, nếu làm sẽ đọa vào địa ngục. Người này hiểu đúng nghiệp quả, không xâm phạm vợ người, lo sợ nghiệp, nhờ nghiệp thiện được sinh lên cõi này. Ở đây có 100.000 thiên nữ vây quanh, vừa thọ sinh, thiên nữ liền trỗi nhạc ca hát, người này chợt nghe như vừa tỉnh ngủ, thích nghe tiếng ấy. Người này sinh bằng sự biến hóa, nghe tiếng nhạc suy nghĩ, tiếng ca ấy có đủ 8 công đức. 1. Ngôn ngữ. 2. Khen ngợi. 3. Ngọt ngào. 4. Khéo hòa hợp. 5. Tương ưng. 6. Sâu xa. 7. Ai cũng thích. 8. Nghe xa 100.000 do tùng không trở ngại. Lời nói tương ứng với pháp, thanh tịnh không nhơ, tiếng ca đủ 8 phần công đức, đó giác ngộ người thiện. Thân phóng ánh sáng chiếu năm do tuần, xanh vàng, đỏ trắng, như cầu vòng cõi trời. Lúc thiên tử thọ sinh, đã có vòng ánh sáng như vòng mặt trời, mặt trăng. Người ấy vừa đứng lên là có 100.000 thiên nữ vây quanh nên rất vui mừng. Thiên tử, thiên nữ cùng nhau vào rừng quang minh. Cõi ấy có loài hoa không héo tên là hoa nhãn cam lộ. Hoa hương bất hoại, hoa thiện sắc hương, chỉ nghe tên hoa đã vui. Hoa ấy có năng lực như vậy, đâu đâu cũng khen về hoa ấy. Trong hư không có hoa tên Nguyệt Thắng, hoa thường chuyển hành. Khi chư thiên nghĩ đến hoa, liền phát ra tiếng, di chuyển theo chư thiên. Thiên tử muốn đến đâu là cây hoa đưa đến đó, giống như đi trên cung điện thứ hai, nơi cõi trời tam thập tam. Thiên tử cõi Dạ Ma đi trong hoa sáng rực. Thiên tử thường nhìn xuống xem xét các nơi. Trong chốc lát đã thấy hết mọi nơi mà không mỏi mệt. Cõi ấy lại có cây tên Lạc Ái. Trong cây ấy chỗ nào cũng đáng yêu, vào đó sẽ được diệu lạc cõi trời. Trong ao sen có cây tên Tùy Thuận Nhất Thiết Niệm. Thiên tử cõi Dạ Ma muốn gì là được mọi vật tốt đẹp, đó là do oai lực của cây. Ở trong cây, hưởng thọ hoang lạc, nghe được 8 loại âm nhạc, không sao khen ngợi hết. Cõi ấy có cây tên Hương Phiêu. Thiên tử muốn ngửi hương là cây thoảng ra mùi hương. Lại có cây tên Hoa Hương. Ở trong cây ấy, như ở trong hí trường, có vườn đẹp, ao sen. Thiên tử ở đó hưởng thọ diệu lạc. Cây đó có đủ màu sắc xanh, vàng, đỏ, tía, sáng rực và có đủ hương thơm. Chư thiên vừa vào là có đủ sắc đẹp. Thân thiên tử cũng có đủ màu sắc ấy. Màu sắc trên y phục của thiên tử biến mất, chỉ còn màu sắc của cây. Lại có cây tên Hư Không Hành, chỉ trong chốc lát đã đi được 100.000 do tùng, tùy ý đi lại. Ánh sáng của cây giống như mặt trời, thiên tử ngồi trên cây ấy, đi lại trong hư không, 100.000 thiên nữ vây quanh, xoa thân bằng hương thơm. Thân thiên tử sáng rực, trước mắt thiên tử lại có các thiên nữ trang sức xinh đẹp, ca múa vui chơi, tiếng ca vang khắp vô số do tùng. Thiên tử tuấn tú, song hành thiên nữ. Giờ chỉ nói một phần nhỏ, do nghiệp thiện, thân thiên tử giống như mặt trăng giữa các ngôi sao. Song thiên tử lại có 100.000 công đức thù thắng. Họ trỗi nhạc, ca múa vui chơi, cùng đi vào rừng thơm. Trong rừng có đủ các loại chim, dòng sông, ao sen xinh đẹp đáng yêu. Tất cả sáng rực hơn ánh sáng của ngàn mặt trời. Đó là chỉ nói một phần nhỏ thôi. Còn như sông suối, ao sen, vườn cảnh xinh đẹp
của cõi người không bằng 1/16 cõi trời tứ đại thiên vương. Vườn sừng cõi tứ đại thiên vương không bằng 1/16 cõi trời tam thập tam. Cũng vậy, vườn sừng cõi trời tam thập tam không bằng 1/16 cõi dạ ma. Nhờ nghiệp thiện thù thắng mà có như vậy. Dù là người có trí tuệ, biện tài khéo léo trong tất cả chúng sinh, chuyên tâm chú ý, cũng không sao nói được một phần vườn rừng đáng yêu của cõi ấy. Vì sao? Vì không phải là cảnh giới của con người, không phải là cảnh giới mà tâm con người suy nghĩ được. Dù cho cả cõi trời tam thập tam thứ hai cùng đế thích trải qua 100.000 năm cũng không thể nói được sự hưởng thọ diệu lạc trong một trụ xứ của cõi dạ ma. Vì sao? Vì không phải là cảnh giới của họ. Họ chưa từng thấy nghe nên không thể nói được. Chỉ cần một phần nghiệp thiện của cõi kia cũng không thể nói được, không thể suy nghĩ được nghiệp thiện thọ lạc của cõi kia. Chỉ có thể nói được một phần diệu lạc mà cõi kia thọ hưởng. Ví như tất cả họa sư và đồ đệ của họ vẽ mặt trời, mặt trăng trên vách tường, nhưng họ không tạo ra ánh sáng và oai lực của chúng được, không thể làm chúng lung chuyển hay chiếu soi, không làm cho nóng mát được. Họ chỉ có thể vẽ được vòng tròn thôi. Cũng vậy, không thể biết được thế lực ánh sáng, vườn cảnh, oai đức, ca nhạc, thân hình xinh đẹp, cảnh giới hoang lạc, vòng ánh sáng, sự gần gũi thiên nữ. Tất cả mọi thứ chỉ có thể nói được một phần nhỏ. Thiên tử ấy, ở nơi vui chơi thọ hưởng mọi dục lạc, vui chơi ở vườn cảnh xinh đẹp, quan sát xong, cảnh giới năm dục lôi kéo tâm, làm cho tâm không đứng yên, lưu chuyển phân biệt theo nhiễm ô, trôi nổi trên sông ái. Mọi thứ thấy được đều đáng yêu, xem xong, thiên tử lại đến rừng vô lượng dục cụ túc. Trong ao sen có nhiều hoa đẹp, nghe được vô lượng tiếng chim. Đến đó, thiên tử thấy hết mọi thứ mà mình chưa từng thấy. Thiên tử cùng thiên nữ đến nơi vui chơi. Trong ao sen có cát bằng chân châu, chim bằng vàng bạc, cánh bằng ngọc xanh. Trên bờ ao có nhiều cây đẹp. Thiên tử vui chơi thọ lạc ở đó. Sau đó thiên tử lại đến rừng Bảo Ngạn. Các thiên nữ cùng thiên chúng vây quanh. Rừng ấy có đủ bảy báu sáng rực. Khắp nơi đều có núi sông, ao suối, hoa sen đẹp. Có 100.000 vạn ngọn núi, có nhiều vật báu. Do sức nơi nghiệp thiện, thiên tử cùng thiên nữ vui chơi hưởng lạc. Do nghiệp thiện được quả tương xứng, họ thọ hưởng mọi thứ dục lạc, nhưng thiên tử thọ nhận dục lạc thù thắng hơn. Sau đó, họ lại đến nơi tên là Thích Ca Thuyết Giảng để thọ hưởng dục lạc, bị tâm tham ái nơi cảnh giới lôi kéo, do sức phân biệt mê hoặc tâm. Họ thấy cảnh giới không ngừng nên tâm họ như con vườn, ăn trái vui cõi trời bị say mềm. Thấy thiên nữ sinh tâm tham ái, tâm biến đổi không ngừng. Do gió gì thổi, tâm họ luôn thay đổi. Ở cõi dạ ma, luôn tham hoang lạc nơi cảnh giới. Cõi ấy có vô số vật đáng yêu, không ai xâm phạm được, người khác không có được, không ai hủy phá được. Do nghiệp thiện, có đủ hoa sen báu, mọi trò chơi, các thứ mong muốn. Nếu thiên vương mau tu lâu đà, muốn ngồi trong hoa sen, cùng thiên chúng bay lên hư không, thì lập tức họ sẽ cùng bay lên. Họ đi mà thân không lay động. Tất cả thiên chúng ngồi trong hoa sen, thọ hưởng năm dục lạc cõi trời. Thiên tử ngồi trong hoa sen, thọ hưởng diệu lạc. Như lúc mặt trời sắp mọc và sắp lặn, thì khắp hư không đỏ rực, ánh sáng của hoa sen cõi trời ấy cũng vậy. Thọ lạc xong, chư thiên đến rừng Câu Bi La chúng, lên núi hoặc cao, lên đó thọ nhận hoang lạc. Trên đó có vô số bảy báu xinh đẹp, có sông suối sáng rực, gấp 100.000 mặt trời, có nhiều thiên tử, thiên nữ xinh đẹp và có nhiều cây quý. Ở đó, họ cùng nhau vui chơi thọ lạc. Bước xuống khỏi hoa sen, họ lại lên núi Bạch Phong vui chơi. Sau đó, cùng thiên vương mau tu lâu đà đến chỗ thiên chúng, các thiên nữ vây quanh. Thấy vậy, thiên chúng cùng ra nghênh đón, vui mừng ca múa. Đến chỗ thiên vương mau tu lâu đà, do nghiệp thiện có thượng, trung, hạ, nên diệu lạc cõi trời cũng có thượng, trung, hạ.
hình sắc, hoang lạc, thức ăn cũng có thượng, trung, hạ. Cứ vậy, ngay cả hoang lạc bậc hạ của cõi dạ ma cũng đã gấp 16 lần hoang lạc của đế thích. Hoang lạc của đế thích đã không thể nói hết, huống gì người tạo nghiệp có công đức gấp 3 lần. Diệu lạc của những nghiệp khác còn có thể nói được, còn ở cõi trời này chỉ có thể nói là nhiều nghiệp thiện. Những nghiệp thiện ấy, người giữ giới luôn vui vẻ và có đủ mọi thứ. Đó là nói về diệu lạc mà cõi dạ ma thọ hưởng. Lại nữa, công đức hoang lạc mà thiên vương Mau Tu Lâu Đà, cõi dạ ma có được thì không thể nào ví dụ hết. Trên núi Hoa Cao có hoa sen bảy báu, họ thọ nhận diệu lạc xong, nhìn thấy hoa sen, họ lại nghĩ ta sẽ vào hoa sen. Vào đó, chư thiên thọ hưởng hoang lạc. Ngay lúc đó, đài sen nở to, nhờ nghiệp thiện nên có đài hoa sen lớn như vậy. Trong hoa sen có nhiều chỗ trống, từ đó phóng ra ánh sáng. Trong hoa sen lại có chư thiên khác mà họ chưa từng thấy. Ánh sáng phóng ra trăm do tuần và có đủ màu sắc. Thấy vậy, thiên vương cùng chư thiên đều ngạc nhiên nghĩ, đó là ánh sáng gì mà từ hoa sen phóng ra? Khi ấy, thiên vương Mau Tu Lâu Đà bảo chư thiên, các ông có thấy ánh sáng phóng ra không? Chư thiên đáp, đã thấy, ánh sáng này thật là hy hữu. Thiên vương lại bảo, tất cả thiên chúng và ta vào đài sen để xem xét. Thiên chúng đồng tâm thưa, chúng tôi đều có ý như thế, chúng tôi cũng muốn cùng thiên nữ vào hoa sen. Bấy giờ, thiên chủ Mau Tu Lâu Đà cùng thiên chúng, thiên nữ vào hoa sen, ai nấy đều muốn thấy được việc hy hữu kia nên họ lại vào hang trống. Lại có ánh sáng như mặt trời, như màu dung kim, lại có ánh sáng chiếu trên thân chư thiên, sáng khắp hư không. Ánh sáng hoa sen chiếu soi chói lọi, làm cho ai nấy đều nhắm mắt. Ở đó họ lại vui mừng, ngạc nhiên. Cớ sao có ánh sáng này? Thật không sao nói được, từ xưa chúng ta chưa từng thấy. Lúc ấy thiên chủ đi trước, chư thiên theo sau. Thiên vương vui mừng, thấy trăm ngàn châu báu phóng ánh sáng rực rỡ. Lại thấy có nhiều nơi vui chơi, vườn rừng xinh đẹp, cung điện uy nga, cây cối sum xuê. Lại có vô lượng vườn rừng bằng bảy báu, đủ màu sắc, hình dáng và các loài chim. Có nhiều núi đẹp để vui chơi, nhiều ao sen, sông suối hang khe và cung điện đẹp. Tất cả đều trang trí bằng bảy báu, đủ màu sắc, hình dáng khác nhau. Ngay cả thiên vương Mau Tu Lâu Đà còn không thấy hết, huống gì chư thiên khác. Trong hoa sen lại có nhiều sông suối, hai bên bờ sông đều bằng pha lê, có bờ bằng vàng, có bờ bằng bạc, bằng ngọc, bằng báu xanh, bằng báu xích liên hoa và bằng đủ loại châu báu. Lại có ao sen đẹp đủ màu sắc, hoặc có ao sen một màu, lá sen xinh đẹp nhiều màu, hoặc có hoa đủ màu xanh, vàng, đỏ, trắng đẹp. Lá xanh là bảo diệp, lá vàng là hoàng kim, lá trắng là bạch ngân, lá đỏ là xích bảo. Trong ao sen có đủ loại hoa như thế. Thấy vậy, chư thiên đều vui vẻ. Trong hoa sen có nhiều ong đẹp. Xem xong, chư thiên lại đến nơi vui chơi khác. Nơi đó có đủ loại âm nhạc, nghe tiếng nhạc ai nấy đều vui mừng. Thiên tử, thiên nữ cùng vào vườn cây. Rừng ấy có nhiều chim bằng bảy báu, mặt đất mềm mịn, lên xuống theo từng bước chân. Mọi người vui mừng nhìn ngắm khắp nơi. Chư thiên yêu mến nhau, cùng nhau vui chơi thọ lạc. Sau đó lại đến nơi tên hành chủng chủng, bảo địa vui chơi thọ lạc. Tâm ý tham đắm cảnh giới sáu dục, hưởng dục lạc nhiều nên sống buông lung. Ở đó họ thấy đủ màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng, đủ các công đức đáng yêu. Chư thiên lại đến núi Hy Hí thọ lạc không biết chán. Núi này có đủ bảy báu, các loài chim màu sắc, hình dáng khác nhau, cây cối sum xuê, sông suối ao sen xinh đẹp, vườn cây hang núi và có nhiều nai đẹp. Thiên chúng ở đó thọ hưởng hoang lạc, yêu mến nhau. Thần chư thiên phóng ra nhiều ánh sáng, họ cùng các thiên nữ xinh đẹp vui chơi tâm không biết chán. Thọ lạc một thời gian lâu, họ lại đến lầu tác hành trọng.
rồi đến cung điện khác để vui chơi, thọ hưởng dục lạc vẫn không thỏa ý. Dục lạc tham ái càng tăng trưởng, càng tham hưởng đủ mọi hoan lạc. Thiên tử, thiên nữ cùng thiên vương vui chơi thọ lạc. Trong hoa sen phóng ra ánh sáng hơn 100.000 ánh sáng mặt trời, nhưng không nóng. Họ yêu mến nhau, năm căn hưởng thọ hoan lạc, ai thấy cũng vui. Do giới mà chư thánh yêu thích nên được quả báo thù thắng. Có vô số chủng loại, sự phân biệt, cảnh giới và dục vọng hoan lạc. Họ đồng tâm, kính trọng nhau, không hại nhau, cùng làm thanh tịnh tâm ý. Họ ở trong hoa sen, thọ hưởng diệu lạc một thời gian lâu, vẫn không biết chán. Sau đó, họ ra khỏi hoa sen, ra rồi lại vào rồi lại ra. Lúc họ sắp ra khỏi, trên núi Hoạt Cao có loài chim tên Đế Kiến. Thấy vậy, chim liền hót kệ: sắc thân chư thiên rỗng, tuổi tác cũng như vậy, hoan lạc ngày càng hết, vì ngu nên không biết. Như tất cả tướng đẹp của những thiên chúng này, theo thời gian hư hoại, thân thể cũng tiêu tan. Thân mạng của thiên tử có đủ các hình tướng, vì nghiệp thiện đã hết, bị thần chết giết hại. Chư thiên mãi thọ lạc, tâm ý luôn phóng dật, bị lưới ái trói buộc, sắp mất hết diệu lạc. Hoan lạc và thân mạng đều phải chịu chia lìa, sức thần chết rất mạnh, hiện đến ngay lúc chết. Những ai sống phóng dật, lưới trời trùm khi chết, cướp đoạt mất mạng sống, bỗng chốc tiêu tan hết. Nó đã từng phá hoại những thiên tử phóng dật, mãi tham đắm dục lạc, bị dục lạc lừa gạt. Thiên tử mất ánh sáng nên thân tâm suy giảm, đọa vào cõi Diêm La, lúc ấy mới biết quả. Thân này luôn biến đổi, hoan lạc cũng vô thường, chư thiên tâm ô nhiễm, không mắt nên chẳng thấy. Tham ái càng tăng trưởng, luôn thọ hưởng dục lạc, khi thần chết gõ cửa, không thể đến chốn vui. Chẳng biết sinh già chết, đã thấy vẫn không sợ, cho đến lúc lâm chung mới sinh tâm hối hận. Cảnh giới không thỏa mãn, các căn cũng như vậy, nếu đèn trí chiếu soi sẽ trừ tối tham ái. Luôn thích gần cảnh giới, suy nghĩ đủ mọi thứ, như lửa bị gió thổi, càng bốc cháy hừng hực, sức dục lạc rất mạnh, lửa dục càng tăng trưởng, người trí suy xét kỹ, điều phục được cảnh giới. Những ai tâm mê loạn, luôn ham thích cảnh giới, đều là do sức si, hưởng lạc thú như vậy. Vì si nên thích gần, lửa cảnh giới thêm hừng, như thêm củi vào lửa, được ngọn gió thổi vào. Tham dục không biết chán, bị dục lạc sai khiến, chư thiên bị thoái đọa, do hoan lạc lừa dối. Lúc trước hưởng diệu lạc là do có công đức, thân mạng luôn biến đổi, thân hoại đi về đâu. Như thân người hư hoại, thân trời cũng như vậy, dù lâu cũng phải chết, thân trời chắc chắn hoại. Hoan lạc cảnh giới trời, tâm tham đắm không rời, nhất định bị thoái đọa mà không hề biết khổ. Năm dục lạc công đức, thiên tử ấy thọ hưởng, trong 16 phần khổ, không bằng được một phần. Như cá ở trong nước, chưa từng chịu khổ khác. Người biết đủ ân ái, sẽ không có dục vọng. Kẻ nào không xét tâm, luôn tham ái dục lạc, mê ngủ suốt đêm dài, khổ não không diệt được. Vì si nên thích lạc, chẳng hề biết khổ đau, sau đến lúc khổ não, mới biết được quả báo. Dục trước như bạn giỏi, nhưng thật là kẻ ác, bị địa ngục sai khiến, làm việc không lợi ích. Kẻ mù tinh dục này, trí có mắt lánh xa, giống như trên bờ biển, sẽ rơi vào địa ngục. Cẩn thận là bạn tốt, luôn làm việc lợi ích, phóng dật là kẻ thù, hãy gần gũi bạn tốt. Dục hại cả thân mình, như loại thuốc rất độc, dẫn dắt vào đường ác, chính là sự phóng dật. Những ai sống phóng dật, tham đắm các cảnh giới, là vì tâm ngu si, luôn chịu nhiều khổ não. Nếu không biết khổ này, lại cũng chẳng quán xét, người ấy giống như dê, tham lạc trời cũng thế.
ham ăn uống dục lạc, loài dê cũng thích vậy. Chư thiên nếu như thế, chẳng khác gì loài dê. Nhờ tâm lực thù thắng, nghiệp quả cũng thù thắng, bỏ công đức của nghiệp thì không được thù thắng. Trời vì vui chẳng sợ, nên sống trong sự chết. Khi thần chết gõ cửa, mới biết là quả xấu. Tâm ý suốt một đời, không hề bị tán loạn, sáng suốt thích chánh pháp, và tùy thuận chánh pháp, mọi thân mạng đều mất, những hoang lạc cũng hết, ân ái có chia ly, thần chết sắp đến nơi. Chết là kẻ ác nhất, đường đưa đến đồng trống, tất cả không như pháp, hãy tùy thuận pháp hành. Có pháp khác làm chết, chính là tâm phóng dật trước phá hoại, sau mới phải chịu chết. Nhờ chánh pháp được vui, nên nói pháp hay nhất, chánh pháp không phóng dật là đạo sư cõi trời. Xem lợi hại chẳng khác, trói mở cũng như vậy, phóng dật không phóng dật, phước tội đều như nhau. Vì tâm ngu si ấy, nên chư thiên không biết, cùng kẻ thù vui chơi, người trí đã lánh xa. Chim đế kiên đã quan sát, chê trách tội lỗi của thiên tử, nhưng thiên tử chẳng hay biết, vì bị tâm phóng dật che lấp, tham đắm cảnh giới, thọ hưởng công đức nơi năm dục, không biết chân đế, nên không biết đang thoái đọa. Như vậy, cõi trời cũng vô thường, tất cả thế gian đều vô thường, nhưng họ không hay biết. Lại nữa, thiên tử ấy ngồi trên hoa sen, ở trên núi hoặc cao, rời khỏi tòa sen mà thân không lay động, đi đến ao ruộng, ở đó có 500 cung điện được trang trí bằng 7 báu sen lẫn, lan can vây quanh, lại có các chư thiên khác đang hưởng lạc ở đó nên không cho vào. Lại ở trên lầu cao nữa cũng có rất nhiều chư thiên vui chơi. Trong cung điện có đầy thức ăn uống, y phục, giường nệm. Họ yêu mến nhau, không ganh ghét tổn hại nhau, luôn dạo chơi ăn uống, lúc nào cũng có năm âm nhạc. Thiên tử, thiên nữ thọ diệu lạc như vậy. Thiên vương Mau Tu Lâu Đà ngồi trên đài sen, thiên chúng đi theo đến ao rộng đó, thấy thiên vương đến đây, có người xuống lầu, có người ra khỏi hoa sen, có người ra khỏi cung điện, lan can, tất cả đều vui mừng, cung kính ra đón thiên vương. Thấy thiên vương ở trên hư không, chư thiên chắp tay lễ kính. Thiên vương Mau Tu Lâu Đà đứng trước, chư thiên theo sau, ca múa đến gần ao đó. Ở đấy có đủ mọi công đức, cung điện xinh đẹp, chim chóc rộn ràng, cây cối rực rỡ, sáng hơn ánh sáng của trăm ngàn mặt trời, vô lượng thiên chúng thường ở đây thọ hưởng hoang lạc. Thiên vương cõi Dạ Ma vừa vào, thiên chúng đều vui vẻ ca ngợi. Thiên vương dùng lời hay đẹp an ủi họ, rồi vào cung điện kiến tâm lạc thắng của ao này. Cung điện này toàn bằng châu báu sáng rực, có vô lượng công đức thù thắng, tất cả thiên chúng vây quanh. Vào đến nơi, thiên vương lên tòa sư tử bằng 7 báu sáng rực. Thiên vương ngồi trên tòa này rất thích ý. Các thiên tử trú ở chốn cũ vây quanh, vô số thiên nữ ca múa. Sau đó, thiên tử trú ở chốn cũ tuần tu hỏi thiên vương: "Ngài cởi hoa sen từ đâu đến đây?" "Chúng tôi từ lâu chưa từng gặp thiên chủ." Nói xong, thiên tử trú ở chốn cũ hết lòng kính trọng thiên vương. Thiên vương đáp: "Ta thấy trang đài sen có việc lạ nên vào đó." Chư thiên cùng thiên nữ đều vào, mọi người đều thấy việc lạ. Thiên chủ liền nói hết mọi việc mình đã thấy cho thiên tử trú ở chốn cũ nghe. Nhưng thiên tử trú ở chốn cũ đã từng thấy nghe việc ấy nên không ngạc nhiên. Thiên tử trú ở chốn cũ liền nói pháp xưa cho thiên vương nghe: "Xin thiên vương hãy lắng nghe, tôi đã từng nghe oai lực lớn của hoa sen. Trong hoa sen này có oai lực mà ta muốn gì được nấy. Khắp cõi Dạ Ma này, ngoài nó ra, không còn nơi nào hơn. Trước kia, tôi nghe rằng có vị Thế Tôn tên Kanaka Mâu Ni là bậc vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư xuất hiện ở đời. Giáo pháp ngài giảng trước
giữa, sau đều thiện, lời lẽ, ý nghĩa đều thiện, là pháp thanh tịnh tối thượng đầy đủ. Ngài giảng pháp, đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là đường đến sắc diệt. Nghe pháp xong, có 100.000 người đạt kiến đế, có người đắc quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, có người đạt tứ thiền, tam thiền, nhị thiền, thiền thứ nhất. Đức Phật ấy đã an trụ những người như vậy, lại làm cho những người khác trụ trong pháp mười thiện, tùy thuận pháp hành, khiến cho 100.000 người tạo nghiệp lành. Sau đó, Đức Phật quan sát, ta nên điều phục những người nào nữa? Rồi Đức Phật dùng thiên nhãn thanh tịnh, thấy cõi Dạ Ma là nơi sẽ điều phục. Thiên chủ cõi Dạ Ma lúc đó tên là Nhạo Kiến. Ông ta có chủng tử lành, nhưng thân sống phóng dật. Xung quanh thiên chủ có vô số thiên chúng, thiện căn thuần thục, nhưng ham phóng dật, sống phóng dật. Vì thương xót họ, nên Đức Ca Na Ca đã đến cõi Dạ Ma, tạo lợi ích cho chư thiên, đoạn trừ khổ não, trừ sự phóng dật. Lúc ấy, có 5.000 tỳ theo, lậu tận cùng theo đến cõi Dạ Ma, ánh sáng chiếu khắp nơi. Lúc bấy giờ, các thiên chúng có người đã thấy Phật, có người chưa thấy Phật, nên nói Phật là thiên tử thù thắng cõi trời. Họ ngạc nhiên, không biết là Đức Phật. Xong, sắc thân của Phật thù thắng nhất trong chư thiên, đầy đủ công đức không gì sánh bằng, ánh sáng chiếu khắp cõi trời. Thấy các thanh văn đi cùng Phật, chư thiên ấy cũng ngạc nhiên, tự nghĩ. Đây là những người gì có thân hình đẹp đẽ như vậy, lại đi theo và vây quanh vị trời này. Khi ấy, chư thiên cầm hoa sen đẹp đến chỗ Thế Tôn Kanaka. Thấy họ đến, Đức Phật bay lên hư không, hiện vô lượng thần thông, vô số công đức. Trên thân nước vọt ra đầy đủ sắc hương xúc, vị xúc, mà nước cõi trời này không bằng 1/16. Trên đầu phóng ra lửa, đủ các ánh sáng sắc xanh, vàng, đỏ, tía, lan khắp hư không. Lại hiện những thần thông biến hóa khác, một thân thành nhiều thân, hoặc biến thành hàng ngàn thân, trăm ngàn thân, ức thân, ánh sáng chiếu khắp cõi trời, rồi biến nhiều thân thành một thân. Đức Thế Tôn lại hiện thần thông, mỗi tay nắm hết vườn rừng, ao, núi, sông suối cõi Dạ Ma ném vào hư không, vượt xa tầm mắt nhìn. Sau đó lại đưa về chỗ cũ. Đức Phật lại ném núi, sông, ao, hồ cùng thiên nữ vào hư không mà chẳng biết đến đâu. Sau đó trả lại về chỗ cũ. Chư thiên lại không biết mình bị di chuyển. Thế Tôn lại hiện ra vô số màu sắc, chủng loại, hình tướng, công đức, thế lực, làm cho chư thiên đều thấy khác nhau. Có người thấy Phật ở trên núi, có người thấy Phật đi trong cung điện, ở dưới gốc cây, trong ao, vui chơi trong vườn, ở trên các cõi thiền, ở trong hư không tọa thiền, ngồi trên tọa cụ trong hư không, hoặc ngồi thiền đi kinh hành, đi kinh hành lại ngồi thiền. Đức Thế Tôn lại hiện thần thông, nói pháp hay hơn 5 âm nhạc cõi Dạ Ma. Âm thanh của cõi Dạ Ma so với âm thanh đó giống như tiếng chim quạ cõi người, tất cả cõi trời đều không bằng. Nghe tiếng ấy, chư thiên đều bỏ tâm cao ngạo về tiếng ca của mình. Thế Tôn lại biến ra các thiên chúng, thiên nữ ở trong hư không xinh đẹp hơn cõi Dạ Ma. Các thiên nữ cõi Dạ Ma so với các thiên nữ đó giống như ánh lửa đom đóm. Hình sắc, phục sức, vườn cảnh mà Phật biến ra đều đẹp hơn. Thấy hóa thiên, chư thiên ấy đều hổ thẹn. Thấy sắc thân dục lạc của mình chẳng khác gì cỏ cây. Biết được căn tánh thuần thục, tin sâu nhân quả, không còn chướng ngại, nên Đức Thế Tôn dùng tâm đại bi tạo lợi ích cho thế gian. Đức Thế Tôn liền đến chỗ thiên vương cõi Dạ Ma, hiện thần thông gấp 100.000 lần trước. Lúc ấy, thiên vương cõi Dạ Ma bỏ tâm kiêu mạn. Thiên vương Nhạo Kiến hồi đó cũng ngồi trong hoa sen, vừa chơi thọ lạc như thiên vương Mau Tu Lâu Đà.
thị hiện thần thông xong, Đức Thế Tôn nói với chư thiên cõi dạ ma: "Những gì các vị thấy hôm nay đều do cảm ứng của thiên vương Nhạo Kiến mà có. Thế Tôn hiện hóa để các vị bỏ tâm kiêu mạn, khiến các vị thấy được sông núi ao hồ, cung điện cảnh giới vui chơi và các điều khác." Thiên vương Nhạo Kiến bỏ tâm kiêu mạn, Đức Thế Tôn liền vào hoa sen hóa hiện tất cả. Lúc ấy, trước mặt thiên vương Nhạo Kiến lại có hoa sen trăm ngàn cánh. Đức Như Lai ngồi trên đài sen, các thánh văn ngồi trên cánh hoa, biến hiện đủ mọi thần thông. Có người bay lên hư không, rồi trở về hoa sen, lại biến hiện những loại thần thông khác. Lúc này, thiên vương Nhạo Kiến cõi dạ ma tự nghĩ, đây là người nào, tạo nghiệp lành gì, do thần lực gì mà biến hóa những việc lạ như vậy? Ánh sáng hình sắc của ta ít nhiều đều thua xa họ. Biết rõ tâm ý của chư thiên đã được điều phục thuần thục, Đức Thế Tôn bảo các thanh văn dùng sức thiên nhãn điều phục họ. Các thanh văn nói với Nhạo Kiến: "Thiên vương nên biết, Đức Phật Thế Tôn là thầy của hàng trời người Ma, Sa Môn, Bà La Môn, A Tu La. Đức Thế Tôn thấy biết tất cả, thường nói pháp cho mọi loài. Pháp ấy trước, giữa, sau đều thiện, tối thượng, viên mãn, thanh tịnh, ý nghĩa lời lẽ đều thiện, là pháp xuất thế tịch tỉnh, đạt được niết bàn. Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt, đây là đạo sắc diệt. Hôm nay, vì Đức Thế Tôn muốn thuyết pháp cho chư thiên cõi dạ ma nên đến đây. Vì muốn đem lại an lạc, lợi ích nên đến đây." Nghe vậy, thiên vương Nhạo Kiến kêu lên: "Đại tiên, hôm nay tôi đến chỗ Phật Thế Tôn nhưng không biết cúng dường như thế nào." Các thanh văn đáp: "Thiên vương Nhạo Kiến nghe đây, khi đến chỗ Phật Thế Tôn nên bỏ mũ xuống, điều phục tâm lành thanh tịnh các căn, nhất tâm chánh niệm, trạch áo vai trái, gối phải chạm đất, cúi đầu đảnh lễ, chắp tay hướng về Đức Phật." Nghe vậy, chư thiên đều làm theo. Đức Thế Tôn ngồi trên hoa sen, các thanh văn vây quanh, giống như các ngôi sao vây quanh mặt trời, lại như các ngọn núi bao quanh núi Chúa Tu Di, lại như các sông đều chảy về biển, như tám vạn tiểu vương vây quanh chuyển luân vương, như ánh sáng bao quanh mặt trời. Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sen, oai đức rực rỡ, thần sắc thù diệu không sao nói hết. Bấy giờ, thiên vương Nhạo Kiến, chủ cõi dạ ma mặc pháp y, trịch một vai chắp tay hướng về Đức Phật, đứng qua một bên. Đức Thế Tôn bảo, ông hãy trừ bỏ phóng dật. Khi Nhạo Kiến ngồi vào chỗ, Đức Thế Tôn Kanaka cất tiếng dũng mãnh, vô úy, vang khắp cõi dạ ma, bảo chư thiên: "Này Nhạo Kiến, hôm nay Như Lai thuyết pháp trước, giữa, sau đều thiện, ý nghĩa lời lẽ đều thiện, là pháp thanh tịnh tối thượng, viên mãn. Các ông hãy lắng nghe, suy xét kỹ, ta này khéo vì các ông mà nói." Nhạo Kiến thưa, bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn nghe. Đức Thế Tôn giảng, có chính nguyên nhân gây ra phóng dật phá hoại kẻ phàm phu ngu si ở đời, sau khi chết đọa vào đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Do nhân duyên đọa này chịu nhiều khổ não, trói buộc trong vòng sinh tử, không được diệu lạc niết bàn an ổn, không được lợi ích. Chính nhân duyên đó là nguyên nhân thứ nhất, là thích phóng dật, sống phóng dật, luôn luôn sống phóng dật, không gần gũi bậc thánh, không điều phục được nghiệp thân khẩu ý. Thân khẩu ý không chân chánh, lại chạy theo cảnh giới bất thiện, thích nghe pháp bất thiện, không thích chánh pháp của Phật. Đó là nguyên nhân tạo ra phóng dật. Chúng sinh vì ngu si sống phóng dật, thân khẩu ý tạo nghiệp ác. Vì thân khẩu ý tạo nghiệp ác nên huân tập nghiệp ác. Kẻ ngu bị phóng dật dối gạt, sau khi chết đọa vào đường ác địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu bỏ phóng dật là trượng phu tài trí. Ai muốn việc lành nên bỏ phóng dật, đó là nguyên nhân tạo ra phóng dật. Lại nữa, này Nhạo Kiến, nguyên nhân thứ hai tạo ra phóng dật hủy hoại căn lành. Tâm loạn động,
không xét kỹ, mắt thấy sắc thì phân biệt, luôn nghĩ nhớ suy xét, ham thích sắc đẹp. Không duyên cái khác, luôn làm ác, không nghĩ thiện, tâm ý tán loạn. Kẻ ấy vì phóng dật nên sau khi chết, đọa vào đường ác địa ngục. Nguyên nhân thứ ba tạo ra phóng dật: thấy biết không đúng hay chưa hề thấy, chỉ suy tưởng tâm sinh phân biệt, sống bằng dục vọng ngu si. Suy nghĩ thế này thế nọ, tâm luôn duyên dựa, không suy nghĩ kỹ về chánh pháp, tự làm loạn tâm ý. Đó là nguyên nhân thứ ba tạo ra phóng dật trói buộc, dối gạt chúng sinh, làm cho thân, khẩu, ý tạo nghiệp ác. Sau khi chết, đọa vào đường ác địa ngục. Nguyên nhân thứ tư tạo ra phóng dật, làm cho chúng sinh phóng dật, sau khi chết, đọa vào đường ác địa ngục. Này nhạo kiến, nguyên nhân ấy là thích ngắm nhìn người nữ, thích nhìn sắc đẹp, trang sức giả dối, thấy người nữ ca múa, sinh tâm phân biệt ca ngợi. Do phân biệt như vậy, nên thân, khẩu, ý tạo nghiệp ác. Kẻ ấy phóng dật, sau khi chết, đọa vào đường ác địa ngục. Lại nữa, những kẻ thích vườn, rừng, ao sen, cây hoa, thích vui chơi ở những nơi ấy, không nghĩ việc lành, tâm ý không chân chánh, do sống phóng dật, bị phóng dật dối gạt, nên sau khi chết đọa vào đường ác địa ngục. Nguyên nhân thứ năm tạo ra phóng dật: thích gần bạn ác, phá tịnh giới, làm ác không suy xét đúng, vì gần bạn ác, sống phóng dật, nên sau khi chết đọa vào đường ác địa ngục. Lại nữa, chúng sinh có vô lượng hành động, vô số ý nghĩ, không có tâm quyết định, dù tạo nghiệp lành nhưng không có nghiệp nhất định, chỉ tạo nghiệp bất định nên đều bị tản thất, không làm rốt ráo nghiệp thế gian hay xuất thế gian, không bố thí, không tu phước, không suy nghĩ đúng, vì phóng dật nên phạm giới, sau khi chết đọa vào đường ác địa ngục. Nguyên nhân thứ sáu tạo ra phóng dật: những chúng sinh không hành chánh pháp, xa lánh thánh đế, không hành theo tám thánh đạo, không quan sát kỹ những việc mình làm. Kẻ ấy vì phóng dật loạn tâm, nên sau khi chết, đọa vào đường ác địa ngục. Nguyên nhân thứ bảy tạo ra phóng dật: tham vị ngon, bất cứ ở đâu cũng luôn nhớ nghĩ vị ngon, làm theo sở thích, không suy nghĩ việc khác, không làm việc lành, không giữ chánh giới, luôn thích được mời ăn. Vì tham vị ngon nên bị lừa dối, không tạo nghiệp lành, không nghĩ đến vô thường, khổ, không, vô ngã, chỉ nhớ pháp điên đảo bất thiện, không làm việc lợi ích. Kẻ này sau khi chết đọa vào đường ác địa ngục. Nguyên nhân thứ 8 tạo ra phóng dật: chúng sinh được dục lạc, lại tham đắm dục lạc ấy, cho rằng dục lạc thường còn, không thay đổi, luôn an ổn, không hư hoại, luôn nghĩ đến dục lạc ấy, thân, khẩu, ý luôn tạo ác, không biết việc nào nên làm, không nên làm, không biết pháp nào đúng sai, không biết diệt trừ khổ não, không nghĩ đến vô lượng khổ não sai khác của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những gì không đáng nhớ lại nhớ, không nghĩ đến con đường chết, tất cả thế gian đều nằm trong sự sống chết. Thần chết gây hại mà không biết, chúng sinh ấy tham đắm hoang lạc, bị chúng lừa dối, đến lúc chết mới hối hận, bị lửa đốt thân, đọa vào đường ác địa ngục. Nguyên nhân thứ 9 tạo ra phóng dật: tất cả trời, người luôn bị tâm tham ái dục lạc lừa dối, không biết quy y Phật, Pháp, Tăng, không giữ giới, không nghe Pháp Phật, không sống theo giới luật của Phật. Những việc cần làm lại không làm, thích nghe những việc phi pháp, không thâm nhập vào chánh pháp, không sợ tội đời sau, không thấy khổ sau khi chết, mất lợi ích, bị tâm oán thù dối gạt, sau khi chết đọa vào đường ác địa ngục. Nhạo kiến nên biết, dục lạc ấy không thường còn, bị phá hoại. Này nhạo kiến, những thiên vương cõi dạ ma xưa kia bị thoái đọa đến đâu, đó đều do nghiệp quả của họ thành tựu. Họ bị lưới nghiệp thiện, bất thiện trói buộc, luân chuyển trong sinh tử, nhờ nghiệp thiện sinh trong cõi người, cõi trời, do nghiệp ác đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Này nhạo kiến,
Những ai muốn được thân người thì đừng sống phóng dật. Vì sao? Vì thân mạng và dục lạc đều vô thường. Hãy suy nghĩ như vậy, đừng sống phóng dật. Vì sao? Vì có nhiều chư thiên do phóng dật mà bị thoái đọa. Như vậy, kẻ ngu si đi trên đường phóng dật không phải là người trí. Tất cả chúng sinh đều phải chết, thần chết luôn xuất hiện. Sự già nua, bệnh hoạn, ân ái cũng thế, dục lạc và nghiệp thiện ác cũng vậy. Như vậy, tất cả tội lỗi luôn có trong chúng sinh. Bây giờ, Đức Thế Tôn nói kệ. Cây độc phóng dật ấy chỉ gồm có ba cành, già nua, bệnh và chết luôn ở trên cành ấy. Già chết không não hại, trượng phu tạo nghiệp lành, người nào không phóng dật đi trên đường niết bàn. Búa lớn không phóng dật chặt phá các tội lỗi, nhờ thoát khỏi tội ác nên được lạc vô thượng. Thọ lạc bằng phóng dật, lạc ấy luôn gây sợ, ai xa lìa phóng dật sẽ được lạc bất thoái. Trăm ngàn sự đảo điên do phóng dật lừa dối, chính vì không hiểu biết nên không chịu lánh xa. Bốn loại kiến điên đảo đều từ sự phóng dật. Trừ bỏ sự phóng dật là bỏ thù thế gian. Vô lượng sự phân biệt là vô lượng khổ đau, khổ sống chết lưu chuyển đều là do phóng dật. Xả bỏ sự phóng dật sẽ được lạc bất thoái, vì phóng dật làm mất tất cả pháp vô lậu. Chư thiên không phóng dật luân chuyển lên cõi trên, chư thiên vì phóng dật không đạt được giải thoát. Hãy suy nghĩ so sánh, phân biệt hết mọi thứ, theo lợi ích mà làm, sau sẽ không hối hận. Dục lạc, chư thiên thọ và những pháp nhỏ khác, đó là pháp hữu vi, nên biết chúng vô thường. Pháp nào thuộc hữu vi, cuối cùng đều tiêu diệt, về sau bị hủy hoại, luôn chịu những khổ đau. Những ai tham dục lạc, bị phóng dật gây hại, đến lúc thân tan rã sẽ chịu nhiều đau khổ. Đức Thế Tôn đã phân biệt rõ ràng, thiên vương nhạo kiến hiểu thấu đạo pháp, còn điều phục tất cả chư thiên, làm cho họ từ bỏ phóng dật. Có những thiên chúng bị phóng dật trói buộc, không được tự tại, cho đến lúc chết. Nghe được pháp Phật, hai vạn thiên chúng cõi dạ ma đều đạt quả Tu Đà Hoàng. Bấy giờ, Đức Thế Tôn tự nghĩ, những gì nên làm ta đã làm, ta còn làm gì nữa để tạo lợi ích cho họ? Thế Tôn lại suy xét đến những việc làm đời sau để tạo lợi ích an lạc cho chúng sinh khổ não. Đức Thế Tôn lại ngồi trong hoa sen, hóa hiện thần thông giống như chư thiên không mất, biến ra loài chim, nói kệ cho họ nghe, dùng thần thông như thế để điều phục chư thiên, nói, vào đời sau, thiên vương nhạo kiến sẽ bị thoái đọa. Lại có thiên vương tên Mau Tu Lâu Đà, làm chủ cõi dạ ma, sống phóng dật. Lúc ấy, sẽ có những chúng sinh tạo nghiệp thiện lên núi hoặc cao vui chơi, rồi dần dần lên hoa sen, cũng ngồi trên đài sen như vậy. Hoa sen đó do ta hóa hiện, thiên tử ấy thấy vậy ngạc nhiên, đi vào hoa sen có đủ mọi thứ thích thú. Ra khỏi hoa sen, lại nói cho chư thiên khác nghe. Lúc ấy, chư thiên trú ở chốn cũ đã từng nghe việc đó cũng đến nói với thiên vương Mau Tu Lâu Đà. Nghe xong, Mau Tu Lâu Đà tinh kính Phật, Pháp, trồng căn lành cho đến khi đạt Niết Bàn. Khi tính tâm đã có, Mau Tu Lâu Đà sẽ được nghe Đức Thích Ca Mâu Ni xuất thế, rồi đến chỗ Phật nghe chánh Pháp. Cứ thế, Mau Tu Lâu Đà nghe hết mọi việc từ thiên tử trú ở chốn cũ. Như những gì hôm nay ông thấy, tôi đã nói hết. Hiện nay, Đức Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở Diêm Phù Đề thuyết pháp cho chúng sinh. Ông nên đến đó nghe pháp. Như những gì mà Đức Phật quá khứ Kanaka Mâu Ni đã nói, ông sẽ được như vậy. Chắc chắn không nghi ngờ, ông sẽ được giải thoát. Nghe thiên tử trú ở chốn cũ nói như vậy, Thiên vương Mau Tu Lâu Đà vui mừng kính trọng, tự nói, những gì mà Đức Phật quá khứ, Kanaka, thuyết giảng, giờ đây ta đã được nghe. Vì vậy, ta vui mừng, tâm ta thanh tịnh. Chỉ nghe thiên tử trú ở chốn cũ nói lại mà đã vui mừng như thế, huống gì được gặp Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, được nghe chánh pháp.
Nghĩ vậy, thiên vương cùng 8 vạn thiên tử đi đến nước Ba La Nại. Thấy sắc thân Phật thù diệu, trang sức bằng 37 phẩm bồ đề, oai đức rực rỡ như núi vàng, tất cả chúng sinh đều được lợi ích. Chư thiên đều thấy Đức Phật thuyết pháp bốn đế cho vô lượng trăm ngàn quyến thuộc xung quanh. Đến nơi, thiên vương Mau Tu Lâu Đà cùng 8 vạn thiên chúng cúi đầu lạy sát chân Phật. Đức Phật bảo: Lành thay, hãy đến đây thiên vương Mau Tu Lâu Đà. Ông đã từng nghe kinh pháp của Đức Phật Ca Na Ca, giờ nghe thế mà ông đến đây. Lúc ấy, thiên vương Mau Tu Lâu Đà tự nghĩ: Đức Phật là bậc nhất thiết trí, cực vi tế trí, vô chướng ngại trí. Đức Phật biết hết mọi việc của ta ở cõi trời trong đời quá khứ. Nghĩ vậy, thiên vương vui mừng cùng 8 vạn thiên tử đảnh lễ Thế Tôn, ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn lại bảo: Này Mau Tu Lâu Đà, hôm nay ta sẽ nói pháp cho ông. Pháp ấy trước giữa sau đều thiền, lời lẽ ý nghĩa đều thiền, là pháp thanh tịnh tối thượng viên mãn. Pháp môn này gọi là Thiên Thừa Lạc. Ông hãy lắng nghe suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Thiên vương Mau Tu Lâu Đà thưa: Đúng vậy, bạch Thế Tôn, còn rất thích nghe. Đức Thế Tôn lại hỏi: Những gì là pháp lạc của Thiên Thừa? Pháp đó có 12 chi. Này Mau Tu Lâu Đà, 12 chi đó là gì? Nếu người đời đi theo đường chính thì vào cung thành, không lo sợ, không nghi ngờ, không hủy hoại thân, khẩu, ý, thực hành 12 pháp đó sẽ được sinh lên trời. Những gì là 12 chi? 12 thật đạo này ai sẽ được sinh lên trời? Này Mau Tu Lâu Đà, thật đạo đó có 5 công đức. 1. Thật ngữ, được mọi người tin lời nói. 2. Bất hoại, không ai hại được. 3. Thanh tịnh, danh sắc luôn thanh tịnh. 4. Khả trọng, luôn được quý trọng. 5. Thượng sinh, sau khi chết, sinh lên cõi trời. Kể rằng, thuật ngữ luôn điều phục, được chư thiên cúng dường. Mọi người đều yêu mến, sau được sinh lên trời. Này Mau Tu Lâu Đà, đó là đạo sinh thiên thứ nhất. Mau Tu Lâu Đà, đạo sinh thiên thứ hai là gì mà nếu sống theo sẽ được sinh lên trời? Đó là bố thí thanh tịnh, không nhơ, không hủy hoại, không sợ quả báo. Cứ suy nghĩ như vậy, người tạo nghiệp thiện được sinh lên trời. Đạo thứ hai này có 3 công đức, được mọi người yêu mến, luôn suy xét vui vẻ, sau khi chết được sinh lên trời. Kể rằng bố thí được người mến, lại suy xét kỹ lưỡng, sau được sinh lên trời, quả bố thí như vậy. Này Mau Tu Lâu Đà, đạo sinh thiên thứ ba là gì mà nếu sống theo sẽ được sinh lên cõi trời? Đó là nhẫn nhục. Người nhẫn nhục có 5 công đức. 1. Không tranh, không giận. 2. Không ai được tài vật. 3. Được mọi người yêu mến. 4. Có nhiều tâm bi. 5. Sau khi chết được sinh lên cõi trời. Kể rằng sống hợp với nhẫn nhục, thương yêu không lo sợ, được mọi người quý mến, chết được sinh lên trời. Này Mau Tu Lâu Đà, đạo sinh thiên thứ tư là gì mà nếu sống theo sẽ được sinh lên cõi trời? Đó là mỹ ngữ, lời nói tốt đẹp. Này Mau Tu Lâu Đà, mỹ ngữ có 6 công đức. 1. Được mọi người yêu mến. 2. Sống nơi không lo sợ. 3. Nét mặt luôn thanh tịnh. 4. Được tiếng khen. 5. Làm việc không cần suy xét. 6. Sau khi chết được sinh lên cõi trời. Kể rằng được mọi người yêu mến, lại càng thêm tiếng khen, nét mặt luôn xinh đẹp, chết được sinh lên trời. Này Mau Tu Lâu Đà, đạo sinh thiên thứ năm là gì mà nếu sống theo sẽ được sinh lên cõi trời? Đó là thương yêu tất cả chúng sinh. Người này cuối cùng đạt được niết bàn, có công đức không gì sánh bằng. Kể rằng thương yêu các chúng sinh như cha mẹ thương con, ngọc quý thương yêu người luôn ở trong tâm mình. Này Mau Tu Lâu Đà,
đạo sinh thiên thứ sáu là gì mà nếu sống theo sẽ được sinh lên cõi trời. Đó là chánh tâm. Người chánh tâm luôn làm việc lành, suy xét kỹ, lời nói tốt đẹp. Bài kệ nói chung về công đức của chánh tâm. Người nào khéo chánh tâm, luôn quan sát đúng pháp, không bị tội sai khiến, như mặt trời trừ tối. Này Mau Tu Lâu Đà, nguồn gốc của tất cả pháp chính là chánh tâm. Này Mau Tu Lâu Đà, đạo sinh thiên thứ bảy là gì mà nếu sống theo sẽ được sinh lên cõi trời? Đó là chánh kiến. Người có chánh kiến đạt được niết bàn, huống gì là sinh lên cõi trời. Người có ít nghiệp thân, khẩu, ý, tạo lợi ích chúng sinh, được sinh lên cõi trời, cho đến đạt được niết bàn, kệ rằng: chỉ chánh kiến là hơn, với bất cứ người nào, nếu đạt được như vậy, thoát khỏi vây sanh tử. Này Mau Tu Lâu Đà, đạo sinh thiên thứ 8 là gì mà nếu sống theo sẽ được sinh lên cõi trời? Đó là xa lánh tri thức ác, không có ba lỗi. Người lành không lánh xa vì cùng giới, tất cả nhân ác không sinh, không có lỗi lớn. Kệ rằng: người gần gũi bạn ác sẽ không được an lạc, vì gần gũi bạn ác làm những việc chẳng lợi. Này Mau Tu Lâu Đà, đạo sinh thiên thứ 9 là gì mà nếu sống theo sẽ được sinh lên cõi trời? Đó là nghe chánh pháp. Nghe chánh pháp được 7 công đức. 1. Nghe được những pháp chưa nghe. 2. Nghe rồi nhớ mãi. 3. Bỏ tất cả nghiệp ác. 4. Được chư thánh thích gặp. 5. Chánh tính Như Lai với tâm sâu sắc. 6. Được sống lâu. 7. Sau khi chết được sinh lên cõi trời. Kể rằng: nghe những gì chưa nghe, nghe rồi luôn nhớ kỹ, trừ bỏ mọi nghiệp ác, chết được sinh lên trời. Này Mau Tu Lâu Đà, đạo sinh thiên thứ 10 là gì mà nếu sống theo sẽ được sinh lên cõi trời? Đó là tâm nhu hòa. Này Mau Tu Lâu Đà, tâm nhu hòa có 4 công đức. 1. Không oán giận người khác. 2. Làm nhưng không chấp. 3. Không bị sân giận tổn não. 4. Sau khi chết được sinh lên cõi trời. Kệ nêu: tâm thiện tịnh không nhơ, tâm không có tội lỗi, sân hận không cấu nhiễm, chết được sinh lên trời. Này Mau Tu Lâu Đà, đạo sinh thiên thứ 11 là gì mà nếu sống theo sẽ được sinh lên cõi trời? Đó là tinh nghiệp quả. Người tinh nghiệp quả trừ bỏ mọi nghiệp ác, không hề có một niệm ác, sợ mọi nghiệp ác, biết rõ mọi nghiệp thiện bất thiện. Vì biết rõ nên tạo nghiệp lành, bỏ việc ác, luôn huân tập việc lành, sau khi chết được sinh lên trời. Kệ rằng: nếu người biết nghiệp quả, luôn hiểu nghĩa sâu xa, không tập nhiễm nghiệp ác, như hư không chẳng nhơ. Này Mau Tu Lâu Đà, đạo sinh thiên thứ 12 là gì mà nếu sống theo sẽ được sinh lên cõi trời? Đó là tinh kính sâu xa tam bảo, không tà tính. Vì thế được vô lượng công đức. Những công đức ấy hơn những công đức khác. Người ấy trước hưởng mọi an lạc cõi người, sau đạt được niết bàn. Thiền tử, thiền nữ không sống phóng dật. Nếu sống phóng dật thì không được diệu lạc thế gian hay xuất thế gian. Đức Thế Tôn đã nói pháp như thế. Tôn Ca Na Ca: này Mau Tu Lâu Đà, như giáo pháp mà Thế Tôn Ca Na Ca nói, giáo pháp của tất cả Như Lai đều như vậy, không có pháp khác. Kể rằng, tình tam bảo sâu xa, siêng năng tu tập pháp, trước được sinh lên trời, sau đạt quả niết bàn. Người nào luôn tu tập 12 đạo này, nhất định sẽ được quả báo. Nghe Thế Tôn dạy vậy, Mau Tu Lâu Đà và 8 vạn thiên chúng đều được quả Tu Đà Hoàng. Mau Tu Lâu Đà đảnh lễ Thế Tôn, nói kệ: con thoát khỏi đường ác, quy y Phật Thế Tôn, chư thiên bị cô độc, nhờ pháp Như Lai cứu. Con hôm nay được quả, sống trong giáo pháp Phật, chư thiên đều như vậy, qua khỏi nơi sinh tử. Nói xong, Mau Tu Lâu Đà bay lên hư không, cùng chư thiên trở về cõi Dạ Ma. Đến nơi, họ đi chơi hưởng lạc, nghiệp hết sẽ thoái đọa. Đóng cửa đường ác sinh trong cõi người, giàu có xinh đẹp,
tầm rộng lớn tối thượng trong các nước. Nếu chưa được quả Tu Đà Hoàn thì sau khi thoái đọa, nghe nghiệp đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu còn nghiệp thiện khác, sẽ sinh trong cõi người, cũng được giàu có xinh đẹp là nhờ dư báo.